hôm nay là ngày 9 tháng 11 2019, kiểm tra trụ vượt số 6 tuyến 22 kV Gò Công Tây, Tân Phú Đông. Tại là đang ở độ cao là 50m. Là ngày 9 tháng 11 2019, hiện tại là đang kiểm tra trụ vượt số 6 tuyến 22 kV Gò Công Tây, Tân Phú Đông, đang trên đỉnh cột, hiện tại là cao 78m. Ở đây là rất gần biển. Phía dưới là cái đầm nuôi tôm. Sông Cửa Tiểu. Đây là hướng là sông Cửa Tiểu. Đây là bến phà Tân Long. Trung tâm huyện Tân Phú Đông.